là sân sân gì? Đóng hả? Ở đóng hả? Trường nào? Trường nào? Nhỏ nó nhỏ cực kỳ luôn. Nhưng mà em thích cái mặt cái mặt thì quá đẹp trai. Con chó nhỏ
Anh mà nhớ nhỏ là để tiếng rồi. Bà nó có mua về. Cho người bạn lấy cậu ở đây nè. Không có được cháu. Cái gì? Đưa hình lên. Mắt nó đẹp. Bắt chị đi. Lên đi làm à. Bắt chị một con lớn mà. Có vẻ mình chết quá chị. Không biết thuốc bệnh rồi. Mua sài gòn trắng á, tắm cho nó trắng rồi nó không có gãi là nó không có con lớn vậy anh nuôi nó là đầu tiên là nhỏ vô chú ơi spray nữa mà nhỏ đừng có nhỏ đâu nhỏ đây cho con chó nó liếm không có được con chó nhà thường là chích không mấy chích cái viên thuốc hai chục đồng một tháng uống một lần là cũng trị dụ cái gì rồi còn con lớn anh á là lúc mà nó tám tuổi và lúc anh mua ở đi ra đá chưa được hình như là cái hình như còn chích là cái một thuốc chỉ giấy tờ về em có khi nào mà em có cái eo như thế đó gửi về xong á kêu anh ra nhận tại chỗ đó nó uy tín, khó sinh đó là cái con nào số cho mình chọn đó. Anh nhìn hình mình chọn bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuần tuổi, chích thuốc ra làm sao, ba nó giống gì, mẹ nó giống gì. Mình nhớ chuyên bán. Đó, hồi xưa anh mua con retriever ở Uy Tinh á, thì bữa xích 200 con nhỏ đó, 8 tuần tuổi rồi, đó anh, ship cho người ta chờ thêm. Đính vô mấy cái mà nó có rất là thùng môi trời. Công ty nó không muốn những người như vậy. Thì giống cái đồ mà nó về không đúng ngày á. Anh có thể đó cái người phân tiền của lại danh và cái nấu hàng nó chở để nhà anh trẻ gì anh có thể quyền nhận được cửa hàng luôn. Đúng rồi. Tại vì cái uy tín đó là cái ngày cái đi của nó. Nói anh chờ trong vòng 10 ngày có con kia đủ 8 tình đó. Như hồi xưa mua cái nhà gì cái hồ bơi á, cái nhỏ nó không biết bơi. Anh thì không sao được thì anh chưa lắp. Lúc anh chưa dọn vô nha, chiều hôm đó là đám giỗ má anh qua ở nhà anh á. Anh nó hẹn anh 4 giờ để nó coi cho giá tiền bạc gì nọ để mình hẹn anh 4 giờ. Ủa nhà nó không rồi? Người Việt cho em tới 6 giờ. 6 giờ cũng rồi. Ta chờ nhà xuống chơi mà đâu muốn ở mình nữa. Mình đi về nhà đất vỗ. Nó không gọi rồi. Lúc mình về cái sáng này nó kêu cái người mà xin giới thiệu nhà mình đó. Bây giờ anh nổi ý rồi. Chứ mà hồi xưa lắp rồi đó 5.000 không, ý là anh cứ làm. Định làm là